Cần thiết có luật nhà giáo, trong đó phải chú trọng xây dựng chế độ, chính sách, phúc lợi cho nhà giáo để thôi thúc nhà giáo cống hiến nhiều hơn cho nền giáo dục nước nhà. Đó là quan điểm của nhiều chuyên gia tại tọa đàm Pháp luật về nhà giáo của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Cả nước có khoảng 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang làm việc trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc gia. Biên chế của ngành giáo dục chiếm khoảng 43% tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay, nhà giáo không có một đạo luật điều chỉnh riêng mà chịu sự chi phối bởi nhiều văn bản khác nhau như luật giáo dục đại học, luật giáo dục nghề nghiệp, luật viên chức năm 2010. Các văn bản này vẫn chưa phản ánh rõ vị trí, vai trò và tính chất đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo. Thực tiễn áp dụng các quy định về chính sách nhà giáo cũng gặp một số bất cập. Bây giờ giáo dục của Việt Nam chúng ta đang đối diện với một số những khó khăn và liên quan trực tiếp đến cái đội ngũ nhà giáo. Thứ nhất là thiếu giáo viên, lượng mà các thầy cô giáo mà rời nghề đấy, bỏ nghề đấy thì có xu hướng gia tăng. Đặc biệt quan trọng hơn nữa đấy là việc thu hút các cái sinh viên giỏi học ở các ngành sư phạm hay là ở các trường đại học, giữ chân được các cái sinh viên giỏi nhất ở lại học tiếp để làm công tác giảng dạy là rất khó. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng luật nhà giáo với 5 chính sách nhằm nâng cao vị thế, vai trò của nhà giáo, tạo hành lang pháp lý vững chắc và toàn diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo. Đây là chính sách về định danh quyền và nghĩa vụ của nhà giáo. Cái thứ hai là chính sách về tiêu chuẩn và chức danh của nhà giáo. Thứ ba là tiêu chuẩn về tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo. Thứ tư là đào tạo, bồi dưỡng và phát triển của nhà giáo. Và thứ năm là quản lý nhà nước. Việc xác định 5 nhóm chính sách để trong quá trình xây dựng luật nhà giáo cụ thể hóa thành các quy định để làm sao rõ được vai trò vị thế, rõ được các tiêu chuẩn của nhà giáo và từ đó thì sẽ có những quy định về cơ chế chính sách để giúp cho nhà giáo có điều kiện tốt nhất. Điều kiện làm việc tốt dành cho nhà giáo sẽ là yếu tố quyết định tới chất lượng giáo dục. Các đại biểu cho rằng việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhà giáo và chế độ chính sách dành cho nhà giáo là những vấn đề cần được chú trọng trong việc xây dựng luật nhà giáo. Luật nhà giáo cần phải quy định cái trách nhiệm của thầy cô giáo là phải tham gia bồi dưỡng. Chế độ chính sách cũng là một vấn đề rất là quan trọng để mà khuyến khích, để mà động viên và có những cái động lực để đội ngũ nhà giáo làm việc hiệu quả hơn. Thời gian vừa qua thì tùy theo tỉnh thành có những cái chủ trương thu hút và là chế độ chính sách cho ngành giáo dục nó cũng có cái riêng, cái khác biệt, nó cũng tạo ra cái áp lực cho các tỉnh thành khác. Nên chăng thì trong luật nhà giáo phải quy định rất cụ thể. Hiện tại, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xây dựng quy định về nhà giáo, được thể hiện dưới nhiều mô hình, hình thức khác nhau, như ban hành đạo luật riêng để điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội phát sinh liên quan đến nhà giáo, xây dựng các luật chuyên ngành để thể chế hóa một số chính sách đặc trưng của nhà giáo, hoặc xây dựng chế định về nhà giáo trong một đạo luật về giáo dục. Kỳ vọng rằng Việt Nam cũng sẽ sớm ban hành luật nhà giáo để giúp nhà giáo có môi trường làm việc tốt nhất, có vị thế xứng đáng nhất để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người.